của Kusumai. Vâng, một người không bao giờ khóc. Kalista cầm cung. Kalista cầm cung rất ngon. Một cái dép. Vâng, một mảnh giáp dành cho Kusumai. Kalista sẽ được bắn lại mà thôi. Vâng, anh Thang có vẻ rất yêu thích con cờ lẹt này. Vâng, là tôi thì tôi sẽ bắt Udia chứ không phải là cờ lẹt. Nhưng mà Kusumai anh ta làm nhẹ con cờ lẹt tiếp. Liệu em rằng nghĩ là nếu có như đấu làm này lại hay ra cờ lẹt 2 sớm thì anh chàng này có thể tiếp tục đánh cờ lẹt 3 và chuộc tội, nói rằng là tôi biết đánh cờ lẹt. Đúng là như vậy. Vâng, đây rồi, bắt lại cho mình những con tướng 1 vàng tiếp theo mà thôi. 3 vàng được dành cho Kusumai. Vâng, không ra luôn. Và lại ra Khazik và Gragas. Cái pool tướng của Kusumai đang ra khá rộng. Cái pool tướng ra khá rộng và quyết định bán đi cho mình con Zik rồi. Đang muốn đếp theo phong thần sứ. Phiên bản hiện tại của chúng ta đang là phiên bản 11.19. Đây chính là cái phiên bản cuối cùng của mùa 5.5. Trước khi chúng ta bước đến giải đấu chung kết thế giới và khép lại mùa giải mùa 5.5. Nếu mà để nói về một cái bộ bài mà yêu thích mà xuyên suốt mùa giải 5.5 thì Trè có thể chia sẻ một cái bộ bài yêu thích của Trè không? Em thì khá là thích đánh bài Mực Thay Man ạ. Và em đánh bài đó cũng cảm giác là vào tay nhất, cho nên là nếu mà bài Mực Thay Man mà bị nớp thì em sẽ cảm thấy khá là váng cái đầu. Đấy là một gọi là bài tủ luôn. Là bài tủ. Thực ra Thay Ma cũng là một bộ tủ của mình và mình cũng rất thích đánh Thay Ma, có thể đánh nhiều co bởi vì là với khả năng CC đến từ những con tướng trong bộ bài Thay Ma kết hợp với Sion thì nó sẽ là một cái bộ bài mà đánh thực sự là bánh cuốn ở khoảng thời gian lê game của trận đấu. Còn đây là cờ sứ Mai, gặp cho mình đối thủ là ai kia, màn hình của chúng ta đang hơi mờ, có lẽ là LDK rồi. Nhìn vào con pet kia tôi đoán chắc chắn đây là LDK, một người đồng đội. Một người đồng đội của Sơ Mai. Nearly đang clear cho mình là con Noblox rồi. Thua chỉ có 2 chết thôi. Thua rất đẹp. Vâng, tiếp tục là chuỗi thua dành cho Cường Sơ Mai. Và sau cái trận đấu đầu tiên thì anh ta quyết định bán hết những con tướng ác quỷ rồi. Một cái găng. Găng. Soraka. Cái vương tướng của Cường Sơ Mai đang rất trêu người chàng trai đến từ FDM. Vào đánh đi. Nhưng mà không. Bắt lại những con tướng thần sứ một sao. Vâng, để ý cái quân tướng của Sumai ra rất nhiều ác quỷ. Mua đôi bắt lại hai Chitana. Vâng, có duyên. Rất có duyên với ác quỷ. Anh nghĩ là với lượng đồ này thì cường Sumai có ghép đồ hay không? Nhưng mà hiện tại anh ta đang có một chuỗi thua. Chính là cái mảnh đồ của cường Sumai đang rất đẹp. Nhưng mà do cái chuỗi thua trong trận đấu đầu tiên thì anh ta sẽ giữ đồ và sẽ không ghép vội để có thể là có cho mình những cái món đồ ưng ý nhất, và thậm chí là anh ta có thể xuống lấy những cái món đồ mà anh ta có thể đánh thẳng chuỗi thắng khi mà anh ta lên level 6 chẳng hạn, ghép những món đồ lễ khi gặp đồng đội á, nhầm, khi gặp bên phía bên kia rồi. Vâng, tiếp tục là thua. Vâng, thua lại, thua hai con rất tuyệt vời. Đánh thực sự là khéo léo đến từ chàng trai của FVM. Vâng, bán chiếc xe nào mà bắt lại Lulu và Kenen không thay đổi quá nhiều. Mà đó là một pha bắt tướng cho vui thôi. Bắt chiến binh này. Bắt Kenen có thể đi với lại UD. Vâng, đây là Cú Quang Đạo. Chàng trai dành cho mình một trận đấu top 1 trong trận đấu đầu tiên. Bàn tay công lý đã được đẩy cho vị trí của Olaf 2 sao. Level 5 thì hoàn toàn có thể kẹp thêm cho mình. Đó chính là một con Senna để kích hoạt cho mình. Đó là ba vệ binh. Một bài đấu đang rất ủng hộ của Quang Đạo ở khoảng thời gian early game của trận đấu. Có up cấp hay không? Em nghĩ là sẽ up cấp giây cuối. Có up cấp giây cuối để tạo ra bất ngờ dành cho lobby khi mà anh ta đang có cho mình. Không, không anh rồi, ta không rồi. Vâng, gặp một nhà Zoe, người đồng đội của anh ta. Zoe đang có cho mình một con Olaf cầm huyết kiếm. Nhưng mà bên này là một con Olaf cầm bàn tay. Olaf nào? Đấu làm giành chiến thắng đây, chúng ta cùng chờ xem. Vâng, Kalista đang hơi dưỡng sinh và dứt điểm đi vị trí của Zik rồi. Bàn tay đang tỏ ra cái độ hiệu quả của mình. Một bài của Zoe đang không có ba chiến binh. Bài Zoe chỉ đang đép bằng hai hiệp sĩ mà thôi. Mà một pha chuỗi tốt của Zoe cũng như là của Quang Đạo khi mà Zoe đã tạo điều kiện dành cho người đồng đội của mình có cho mình một cái chuỗi thắng 3. Trong cái đó Devil chỉ còn lại cho mình là 84 máu bằng số máu của Cursed Mind.
Riven cầm kiếm rất ngon nha. Lee Sin cầm Devil. Dép. Con này cũng khá là bắn cú. Devil anh ta lấy gì đây? Anh ta lấy cho mình một con Lee Sin cầm giáp. Trong cái đấu cờ Smile lấy cho mình một con Kennen cầm găng. Thì liệu rằng về có phải là một cái cung xanh và vô cực không? Chúng ta cùng chờ đợi. Khi mà những mảnh đồ cờ Smile rất ngon rồi. Được rồi. Một con Yasuo cầm đai lưng dành cho cuồng đạn. Em nghĩ có thể chàng trai này sẽ ghép luôn cho mình vút bẫy. Một cái vút bẫy cũng là một cái món đồ hoàn toàn bạn có thể ghép sớm. Khi mà xuyên suốt trận đấu với một cái vút bẫy thì sẽ đảm bảo cho cái khả năng chống CC tốt dành cho những vị tướng co ở tuyến sau. Long Lũy sẽ hướng cho mình những bài đêm thôi. Tôi đã nhìn thấy một bóng dáng của Varus cầm hai kiếm và cuồng đao Hunso. Liệu rằng có phải là một bài đánh kêu hay không? Đây là cuồng đao và Griffith. Những cái món đồ tốc độ đánh đã được tối ưu hóa luôn dành cho các vị tướng cung thủ rồi. Theo anh thì phía bên kia là Devil đã ghép cho mình một cái Gunsu và một cái Griffith, thì chàng trai này có thể đánh được bài gì anh nhỉ? Gunsu và Griffith anh hơi phân vân một chút. Cái Gunsu thì dễ đoán hơn, nhưng mà lại thêm một cái Griffith này có lẽ là bạn tối ưu hóa đồ luôn mà thôi. Nhưng mà ở phiên bản hiện tại, một con Ashe đã được thay đổi khi mà đã được tăng sức mạnh ở phiên bản này, thì chè có đánh giá cao một bộ bài mà đánh theo hướng cung thủ đánh co bằng Ashe không? Em đã thử một trận rồi và em vẫn chưa thấy nó trở lại được anh ạ. Và em nhận ngay chưa thể trở lại off. À? Em nhận vẫn ngay là auto. Thì có lẽ là chúng ta cần nhiều hơn thế đúng không? Tăng sức mạnh thôi là chưa đủ, chúng ta cần khả năng thay đổi một chút đến từ cung thủ nữa. Và một con Yasuo, mặc dù là sát thương chuẩn nhưng mà vẫn ghép cho mình đó chính là một mảnh cung xanh để tối hóa đồ luôn. Erlai và Cú Quang Đạo là hai người đồng đội ở trong FBA đang là người có cho mình cái chuỗi thắng 4. Vâng, LDK. LDK 18 tuổi. Gặp cho mình đối thủ là Cú Quang Đạo thì hơi khó rồi. Một con Olaf như thế này và đã có vước bấy cùng với cả Udia 2 thì hơi khó để cho Lâm Lũy có cơ hội trước bài đấu của Cú Quang Đạo. Và sẽ là một trận thủ của Lâm. LDK. Devil chỉ còn lại cho mình 70 máu. Màn hình máy của Lâm Lewis thay vào để lấy cho mình đó chính là hai ma sứ. Với cái lượng đồ này thì liệu rằng đây có phải là một bài Draven không trẻ? Cung xanh em nghĩ là cho Draven bây giờ không còn cung xanh nữa, cho nên là em nghĩ là Lâm Lewis sẽ hướng cho tới một là bài Jax, hai là bài Lucian nữa. Lucian hoàn toàn có thể là như vậy. Chúng ta cùng chờ đợi xem mảnh đồ tiếp theo của Lâm. Và có sẻng. À không, đó chỉ là 10 vàng mà thôi. Tưởng chừng như drop ra một cái sẻng thì có thể là một cái khuyết kiếm cũng như là biến kỵ sĩ đúng không chị à? Dạ, có thể hướng đấy là món đồ dành cho Jack. Rất uy tín. 16 tiền trong vòng 1 round. Hai con Pai và có set. Rất nhiều đôi, rất nhiều đôi. Có up cấp để lấy cho mình là 4 đấu sĩ hay không? Sẽ là round sau mà thôi. Devil thì đã up cấp 5 rồi. 70 máu, một cái chỗ thua 5. Trong khi đó Zoe chỉ còn lại cho mình là 76 máu. Các chàng trai bên phía FBA đang chia cái mạch thắng và thua của rất tốt nha. Khi mà hai chàng trai là Zoe và Devil đang đảm nhiệm cho mình cái chỗ thua. Trong khi đó Erlai cũng như là Cú Quang Đạo đang có cho mình một cái chỗ thắng 5, 100 máu. Cái chuỗi đang rất tuyệt vời cho các chàng trai bên phía đội hình của FBA. Bốn chàng trai của FBA thì đều có chuỗi thắng 5 và chuỗi thua 5 luôn. Cả hai chàng trai ở dưới cũng đều chuỗi thua 5 luôn anh ạ. Rất đẹp rồi. Rất tuyệt, rất đẹp. Và lợi tức của các bạn bên phía FBA đang là rất ổn rồi. Còn Lâm Lewis đang phải đối đầu với cả một con Nocturne cầm cho mình đó chính là cung xanh và vô cực. Và đã giành cho mình một chiến thắng rồi. Round này 3.2, Lâm Lewis sẽ up cấp và cho Grav vào để kích hoạt cho mình đó chính là 4 đấu sĩ. 1.000 máu cộng thêm của 4 đấu sĩ sẽ giúp cho dàn tanh của Lâm Lewis trở lên cứng cáp hơn. Ui đây là... rồi. Con Jack 97 đổi đồ qua con Riven sẽ ngon hơn ấy. Jack 97 ra rất sớm. Vâng, ôm nhẹ thôi. Ôm nhẹ con Jack 97 thôi. Vâng, chiến binh cũng đã đủ. Vâng, đang hình như đang muốn thay chiến binh vào thì phải. Em nghĩ là bốn đấu sĩ cùng với lại con Riven sẽ ngon hơn. Ồ, anh ta quyết định là bỏ đấu sĩ. Thế thì huyết kiếm và cùng sạch. Ồ không ghép, anh ta không ghép huyết kiếm. Anh ta vẫn chỉ để là như vậy mà thôi. Rất chắc bài.
Nhà của Gokio thì để roll nợ 6 cạn tiền rồi nè. Có cho mình là con Miss Fortune 2 cùng với lại Thây Ma. Đống đồng đội gần như là nguyên nhà. Bán đi và lấy cho mình 40 vàng bắt lại Kalista. Tại sao anh ta không ghép huyết kiếm khi mà anh ta đã cho con Jack cầm cho mình, đó chính là một món đồ là cung xanh rồi. Ở lại và cú quang đạo đã mất đi cho mình cái chuỗi thắng. Ở lại thì đang là có cho mình một cái chuỗi thắng 7 rất uy tín. Cường Sử Mai đã cấp 6. Cái suy nghĩ của Lâm Lũy, anh ta sẽ có hướng đi của riêng mình. Chúng ta cùng chờ đợi xem khoảng thời gian sắp tới Lâm Lũy anh ta sẽ xoay sở và sẽ đánh bằng co của vị tướng nào đây. Cường Sơ Mai đang muốn đánh nóc tung rồi, đang muốn đánh lắm rồi. Nhưng mà không biết có bị ôm bài hay không. 6 vệ binh đến từ vị trí của upline rồi, lên 7 rồi, Lucian. Rất sớm. Và đây là đối thủ của Lâm Luit, cũng là huyết kiếm và một mảnh cung dành cho vị trí của Olaf. Hầu như các bạn đều chưa ghép cho mình những cái món đồ tiếp theo, chỉ là một cái món đồ lớn và những cái món đồ lẻ mà thôi. Olaf cầm cái huyết kiếm và được khả năng hồi phục đến từ vị trí của Rakan. Một chiến thắng của Zoe trước bài đấu của Lâm. Yui đang 67 máu dành cho thừa Lâm. khá là nhiều mảnh, có 4 mảnh ở ngoài luôn. Vòng đi chợ chúng ta có một con reo cầm giáp. Có hai cái găng đang rất ngon. Lâm Lũ ít có vẻ hướng tới một cái găng. Devil lấy cho mình một con reo cầm giáp, trong đó Cường Smile anh ta lấy cho mình một con Gragas cầm cung, trong người là Lâm một mảnh găng dành cho vị trí của Lâm rồi. Liệu rằng đây có phải là một cái vô cực kiếm dành cho vị trí của Lâm hay không? Cung xanh và vô cực kiếm, những cái món đồ công cực kỳ uy tín của Lâm Luis. Xê dụa đi. Và ban phước Evil đang muốn đánh cho mình là bộ Mid Fortune nào. Mid Fortune cầm cho mình cùng Dagunso cũng như là Cliff. Game đấu này rất giống game đấu trước trẻ ạ, khi mà ban phước trả cho các tuyển thủ chúng ta một cái random Bốc đồ, độ. một cái bốc đồ. Em thấy Devil lựa bài chọn Evil đang Mid khá Fortune, là cá đuối. phải nói là rất đuối khi mà Mid Fortune mới chỉ là một và Hecarim cũng chỉ là một sao mà thôi, màn Bóng hình đang 30 tỷ. hơi đứng một chút đây rồi. Chúng ta đã có màn hình máy của Cầu Smile và Nocturne. Nocturne dành cho Cầu Smile sẽ là một bộ bài sát thủ chăng, khi mà anh ta đang ôm cho mình những con tướng sát thủ rồi. Sẽ tiếp tục vào chuỗi thua thôi. Cường Sử Mai một cái chuỗi thua 4. Vừa đủ 40 máu rất đẹp rồi. Devil thì bắt đầu giữ lại lượng máu của mình rồi. Kháng hiệu Bù ứng ánh lại sáng cung thì có thể đánh nóc xanh tung kháng nhưng mà hiệu ứng áo choàng giả kim. hay là gì Liệu khác rằng có của ý để đánh Lucian đây. chúng ta cùng Lấy chờ gì đợi rồi, xem. lấy gì rồi. Lấy Ê, diệt để ra đánh Lucian Lucy luôn rồi. nhé. Và ra Rất luôn. nộ, rất nộ. Rất nuột. Và hoàn toàn có thể thay luôn. Ô sao, tại sao phải vội như này? Sao không chờ sau ra quá rồi lên Tại bảy sao rôn không nhỉ? phải là một thêm thêm một chút chịu đấm thêm một round nữa? Hoàn toàn Lucian cầm ba món đồ này sẽ giúp cho Cường Smile sẽ giữ được lượng máu. Là thú Hơi tượng vội. thôi, là thú tượng thôi, rôn rồi, Bố anh ta luôn luôn rồi. Nếu như rất anh ta luôn vội. được cho mình một con Lucian 2 ở thời điểm này thì đó là một pha quyết đoán của Cường Smile. Khi mà Thú anh ta tượng đang thôi. tranh tướng trước thêm round đánh quái. Thú tượng thạch giáp rồi. Bên kia Thresh đã mang cho mình một cái ấn kỵ sĩ rồi, chắc chắn là một bài đánh Miss Fortune rồi. Vâng, Lucian bắn gặp Cường ngay Sơ cái Mai giáp lên gai hồng rôn. hoa. Lên rôn nhưng Hơi mà vẫn tiếp khó tục là rồi. thua thôi. 30 máu cho Cường Sử Mai, niềm tin và hy vọng của tôi. Liệu rằng có thể ra được cho mình một con Lucian 2 sao hay không? Sáu vệ binh rồi. 6 vệ binh đang rất tí hon. Mới chỉ có Đang một rất con thử Pai 2 thôi. Mid Đang thử Mid 4. Fortune. Rôn ngay trong ra quái. Anh chàng này có vẻ như là không cần lợi tức rồi. Vâng, màn hình của Cường Smile đang hơi giật một chút. Chỉ là những con tướng tiếp theo thôi. Lượng vàng đang khá đều hề. Như Cường Smile anh ta có thể roll được cho mình một con Lucian 2 hay không? 30 vàng. Tiếp tục là roll. Nautilus được bắt lại. Rakan. Fortune Senna. ra rất nhiều.
Vâng, anh ta đang hy vọng một con Lucian 2 cùng với lại một con Galio để có thể cầm được thú tự. Không có Galio rồi, hết tiền rồi. Và gần như anh ta không thể lên được cho mình một con tướng 2 sao tiếp theo, chỉ là một con Pai 2 mà thôi. Trong khi đó LDK, anh ta đang có cho mình là cung thủ cũng như là bốn hiệp sĩ và hai ma sứ. Phe đấu rất bên đẹp. Này Louis đã run 7 rồi nhưng mà có vẻ là chưa ra được một con Raven nào. Anh chàng này có vẻ hướng tới Raven khi bắt cho mình là bốn quân đoàn rồi. Vâng, với một con Aphelios mặc dù là cầm ba đồ trần phái nhưng mà gặp đối thủ ở Lumbuit thì hơi khó để cho LDK anh ta có thể giữ được máu. Còn đây là Devil, Devil chỉ còn lại cho mình là 35 máu, trong khi đó Zoe chỉ còn lại cho mình 32 máu. Kusumai đã dành cho mình một chiến thắng sau cái mạch thua 5 của mình. Khá Lumbuit nhiều đồ lấy gì đen. đây? Vreo. Có biết cho mình là gì kia không? Ba thiết Ba giáp chiếc được giáp kích rồi. hoạt, kích hệ là mắc binh, kích hệ gần như là mắc binh ở level 7 dành cho vị trí của Lâm. Những con tướng cần thiết đã ra rồi và anh ta đang muốn carry bằng vị trí của Riven. Một con Riven cầm diệt khổng lồ ánh sáng, cung xanh và vô cực kiếm. Thú tượng thạch giáp được đẩy cho vị trí của Galio. Những cái món đồ GK rồi. rất đẹp. Anh chàng Lâm Louis này chắc là sẽ eco lên 8 rồi roll tiếp thôi. Cảm giác roll ở 7 không ra được 4 tiền 2 sao rồi. Không ra được một con Raven nào. Vâng, gặp đối thủ là ai đây? Tôi chưa nhìn rõ tên, hình như là Erlai thì phải. Hoặc là... Đúng, đó là Erlai. Màn hình của bạn hôm nay có lẽ là do đường truyền bị bóp băng thông nên gần như là tôi nhìn nhà ai cũng đang trong tình trạng là sương mù. Hơi khó nhìn một chút nhưng mà Mất đang rất chuỗi cố rồi. gắng để truyền tải, mình và chè đang rất cố gắng để truyền tải đến với các bạn những cái diễn biến của những pha giao tranh. Tích tiền thôi, tích tiền thôi. Zoe để có cho mình con Raven 2 rồi anh ơi. Raven 2 ui là Zoe 4.3. Không phải là quá muộn và cũng không phải là quá sớm khi mà quá anh ta bộ đã luôn sợ. anh ạ. Ui Đồ rất đồ đẹp. rất đẹp nhá. Cung Tôi đã xanh nhìn thấy huyết một cái kiếm. vô cực và huyết kiếm cung xanh thì phải. Những cái món đồ thực sự là uy tín dành cho vị tướng Draven. Về cốt 2 sao đến từ vị trí của Erlai. Vâng, tại sao Erlai Hai con tôi đang kêu. thấy Hai con kêu hai trên nhà của cụ quán đạo lên vào 80 tiền. Level 80 tiền và có hai con kêu rồi. Vâng, nhưng mà tôi đang hơi bất ngờ dành cho vị trí của Erlai khi mà chàng trai chúng ta đang đép bằng Lucian và 6 vệ binh, tự nhiên lòi đâu ra một con về cốt 2 sao. Vâng, khá uy tín. Khá uy tín đến từ Erlai. Còn đây là Zoe, đã là Draven 2 cầm cho mình là ba món đồ rồi. Cứ vô cực ánh sáng thế này thì ném rất thấm đây. Một con kêu cầm kiếm, nhìn khá bánh cuốn. Vâng, Aphelios của LDK mới chỉ ra một con mà thôi và một con kêu cầm kiếm. Vâng, Cường Sử Mai anh ta đang mâm me cái gì đây và quyết định lấy găng rồi. Quyết định là lấy găng. Trong khi đó LDK, phá một con rồi. kêu cầm kiếm dành cho Phá LDK. Kêu của quán đạo rồi. Hai thành viên FBA là cụ quán đạo cùng với lại Upline đang khá là ao máu với Lobby. Đang 70 máu, còn các thành viên còn lại chỉ cho mình là 20 máu, 30 máu và 40 máu thôi. Vâng, vuốt rồng có ghép luôn hay không khi mà một con Hecarim cầm cho mình giáp gai hồng hoa cũng như là một cái vuốt rồng thường, hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào vị trí của con Hecarim này. Nhưng mà rất cần một con tướng 3 sao. Devil đang có cho mình là 7 con Hecarim rồi, Midfall mới chỉ là 5 con mà thôi. Vâng, Lâm Louis anh ta đang hai con Lucy ở ngoài hàng chờ. Riven đang chém vào giáp gai hồng hoa, chém chưa thể dứt điểm được vị trí của Hecarim và Hecarim đang quá trì với khả năng hồi phục của mình. Và khi mà dứt điểm được Hecarim thì đồng đội của Riven gần như là không thấy đâu cả. Và đó là Lâm Louis, một trận thua của anh ta trước bài đấu của Devil. Zoe đang giữ máu rất tốt với con Draven 2 của mình. Kurokyo chỉ còn lại cho mình 25 máu thôi, 26 máu là số máu của Lâm Louis. Cường cười thì đang có cho mình là mạch thắng và đang cháy rừng rực với 30 máu cùng với cả đối thủ là Cuồng Đạo 79 máu.
Cừu Sama đã có cho mình Lucian 2 nhưng vẫn chưa có mình là con Galio. Đang cầm con Ire để đếp tạm. Ire cầm 3 đồ thủ. 2 đồ thủ, em nhầm. Mình hình hơi mờ một xíu. Cường Sử Mai, ba món đồ rất uy tín dành cho vị tướng Lucian 2 sao. Một pha thanh trừng tốt thôi, hoàn toàn là dứt điểm luôn lập tức cái dàn Một sau pha của sát đối giao thủ. to để Nautilus ngay trên hàng trên cùng bên phía bên trái để đấm vào mồm con Olaf, nhưng mà có cho mình Ola. phút 7. Né được một đòn kill rồi. Một pha tính toán rất ổn của Cường Sử Mai. Nhưng mà sẽ là một chiến thắng của chàng trai đến từ FM mà thôi. Khi mà đây là một vị tướng 4 vàng 2 sao, đối đầu với cả một vị tướng 1 vàng 2 sao thì không có cơ hội nào dành cho vị trí của Cú Hoàng Đạo. Cú Hoàng Đạo đang ôm cho mình là một đôi Kale cũng như là một đôi Garen Rất nhiều và năm một đôi tiền. Lucia. Một đôi Lucian, rất nhiều đôi thông dành cho Cú Hoàng Đạo. Một con Jax hoặc là một con Rell ở level 8 sẽ là kích full hệ dành cho bài đấu của Cường Smile. Lượng đồ tanh cũng như là những con tướng cần thiết của anh ta đã lên 2 sao rồi, thiếu Galio để có thể đẩy đồ tanh dành cho vị tướng Galio rồi. Đang tính reo rồi. Vâng, bàn tay Một tiếp cái theo bàn là một cái bàn tay dành cho Cường Smile. tiếp luôn Cho cho luôn vị Yuri. trí của Y thôi. Hai nhà Lucian và đồ không khác gì nhau cả, từ đồ ánh sáng cho tới đồ thường luôn anh ơi. Gọi là không hẹn mà gặp. Và Garen 2 sao đến từ vị trí của Cuồng Đạo. Một con Garen 2 ở 5.1. Liệu rằng có đẩy cái giáp máu dành cho Garen hay không? Nếu như một có một con Galio nữa thì có lẽ là một pha swap đồ dành cho vị tướng 5 tiền 2 sao này. Nhà cụ quan đạo đang hướng cho mình tới bộ bài dắt nhưng mà chưa rôn ra con nào, rôn ra rất nhiều kêu và Lucian 2 rồi. Cú Hoàng Đạo cũng có Lucian 2 và đây rồi. Nhưng mà Draven có vứt bẫy bảo hiểm, ném rất thấm và dứt điểm ngay vị trí của Nauti. Còn đó là Pai. Ném mất Thì đi. liệu rằng cái kèo này Cường Smile anh ta có thể làm được hay không? Zoe, môn Draven cầm cho mình 3 món đồ. Lucian vẫn đang được sấy với lượng sát Thấy thương rất trả nhiều. lại. Nó là quá nhiều với cái thanh trừng đó. Và tiếp tục là cái trận thắng thứ 6 của Cường Smile. 8 máu dành cho Zoe, Lâm Luis giữ máu được, 13 máu dành cho Lâm. LDK chỉ còn lại cho mình là 4 máu mà thôi. Kurokyo thì sao? Ui anh ơi, 8 mực rồi anh ơi. Chỉ còn thiếu một con mực nữa thôi, sẽ thành mực 3. Hơi dị, phải nói là Hơi thực sự ảo ma. dị khi mà tôi và Chè đang nhìn thấy mới chỉ là một con mực 2 thôi mà hiện tại đã gọi là 8 con V code rồi. Liệu rằng đây có phải là một con V code 3 hay không? Zoe đã lên được cho mình một con Rell 2. Vâng, tiếp tục vào roll. Vâng, những pha xếp thực sự là cần rất chuẩn chỉ để có thể giữ được máu ở khoảng thời gian này. Khoảng thời gian 5 chấm rồi, máu pet trừ đi sẽ là 5 máu. Cú Quang Đạo, anh ta phải đối đầu với người đồng đội của mình là Zoe. Chắc chắn là Cú Quang Đạo sẽ muốn Zoe giành chiến thắng ở round đấu này mà thôi. Một con Draven có bảo hiểm và có 3 món đồ rất uy tín. Vâng, màn hình đang hơi giật một chút. Vâng, khi mà màn hình trở lại thì vẫn còn Lucian và vẫn còn Draven. Mà tôi đang nghiêng về Draven hơn khi mà đây là những pha dìu xoay. Dìu xoay nó sẽ chất lượng hơn một cái thanh trừng. Đúng là như thế rồi Ba phần và giữ bảy được rồi. máu. Trong khi đó LDK hình như là đã phải dừng lại rồi chị ạ. Dừng Âm lại 12 thì phải. âm hai máu. Đúng rồi, hình như đã là dừng lại của LDK. Tôi đã nhìn thấy con máu, con pet của LDK đen ngòm Ui, rồi. V cốc 3 rồi anh ơi, V cốc 3 ở Và 5.3. đây là VK 3 của Erlai. Nếu như Quá kinh nhờ dị. chè không, tôi và Chè lúc nãy thì đã nhìn Erlai đang đép bằng một con Lucian cầm bàn tay. Và hiện tại không hiểu tại sao mà Erlai có thể ra được cho mình một con V-Code 3 sao sớm đến như vậy, 5.3. Và đã là V-Code 3 sao rồi. Và Rất Devil kinh cũng có cho khủng. mình là con Mít 3 rồi. Vâng, hai Lucian đối đầu với nhau. Vâng, đang bắn. Bị Chị cho em CC nó đến chuẩn bị từ cho vị trí bay của rồi. Pai. Bắn trẻ đem rồi. Nhưng có vẻ là không đủ. Không kịp rồi. Lâm Luis sẽ dừng lại ở vị trí top 7. Một cái dòng nước ma quái nó gần như là outplay hoàn toàn con Lucian của Lâm. Và chàng trai của chúng ta đã phải dừng lại ở top 7.
Vậy là hai thành viên của SM Gaming đã phải dừng lại ở vị trí thứ 78 rồi. Zoe vẫn đang dẫy được với con Draven. Và Devil 13 máu, cầu số 3 14 máu. Bất cứ ai phải đối đầu với nhà của Erlai thì chắc chắn đó là một trận thua, khi mà chàng trai chúng ta đã sở hữu cho mình là cái tà thần giáng thế của con Volibear, cũng như là một con V-Code 3 sao cầm đồ như thế kia, thì gần như là không có cơ hội nào dành cho những vị tướng như kiểu như là Draven, như kiểu là Lucian. Rất khó để có thể chạm được vào con V-Code này. Một cái lốc rất ngon khi đang dậy chết, còn 18 máu cho mình. Anh Bon có đánh dễ cao bộ bài thần sứ không? Khi mà con các ma được tăng thêm 10 đêm ở mốc thứ hai. Thần sứ nếu như sử dụng cho mình con Garen, anh đánh giá vẫn ổn. Hoàn toàn có thể on top ở trong bất cứ một trận đấu nào. Cái lượng con đồ như thế này. Hàng 1 của anh không? Nhà Nhưng... offline để con bật ở hàng 1. Em không biết là với ý đồ dùng... Hình như là cho đồng đội thắng sao? Không biết rằng đối thủ của online trong trận đấu này là ai. Nhưng mà tôi đang muốn xem một chút. Hơi tò mò khi mà đã ném cho mình một con V-Code lên hàng đầu rồi. Và cường sứ Mai, anh ta phải nhận một trận thua trước bài đấu thần sứ. Rất may mắn chỉ còn lại cho mình là một máu mà thôi. Erlai thua. Hình như Erlai đã nhường rồi, Erlai đã nhường một đồng đội rồi. Nhưng mà có vẻ như là Kurokio là người hưởng dương. Đúng thế. Khi chiến thắng trước nhà của Erlai rồi. Zoe đã phải dừng lại với bài đấu quân đoàn của mình. Chắc chắn đến một pha nhường. Khi mà... Erlai đã ném cho mình một con V-Code lên hàng trên. Bài đấu của Devil cũng đang khá tín nha. Hecarim cầm hai đồ thủ, với Fortune 3 thì sẽ không bao giờ là thiếu đam. Chỉ cần xếp bài chuẩn chỉ thôi, không bị Lucian sấy. Vâng, đang muốn bắt vào mid 4. Và bắt được vào mid 4. Đây là một con mid 4 không có vực bẫy. Nhưng mà liệu rằng với một con Lucian có dây khổng lồ ánh sáng này có thể hạ gục được vào vị trí của mid 4 không, khi mà dàn tanh. Em nghĩ là con Hecarim này rất chì, rất khó chịu bắt đứng chó. Ở trên. Red bắt. Khó rất quá. Khó. Vâng, cường Cry. Cường Smile đã trở thành cường Cry trong round đấu này rồi. Một pha bắt trộm của Thread và gần như là Lucian của cường Smile không có bất cứ một cơ hội nào cả. Và đó là một chiến thắng. Một chiến thắng quan trọng. Đạo và kêu hai đến từ vị trí của hai. Có quyết định thay hay không đây? Chưa thấy con dắt nào anh ạ, đến từ vị trí của Cù Quang Đạo. Vẫn là những pha xếp mực lên hàng đầu rồi. Đang khá là trêu ngươi. Vâng, niềm hy vọng duy nhất được đặt lên đôi vai của Kurokyo dành cho các tuyển thủ bên phía FC Gaming, khi mà Lelika cũng như Cường Sumai. Các anh đã phải dừng lại ở vị trí top 5 cũng như vị trí top 8 rồi. Và Lâm Luis cũng là như vậy. Kurokyo rất khó để có thể dành cho mình một chiến thắng, khi mà bài đấu mid 4 cũng là một bài đấu thực sự là rất kinh khủng. Mid 4 turn 3 sao, đồ rất đẹp cũng như là những cái món đồ thủ dành cho vị tướng Hecarim. Thế này thì rất khó để cho Kurokyo với một con Kama như thế kia có thể hạ gục được cái giáp gai hồng hoa cũng như là cái vuốt rồng trên người của anh Hecarim, là điều không thể. Và đôi vai gầy Kurokyo có thể dành cho mình vị trí top 3 để được điểm số cao nhất có thể không? Vâng, gặp nhà mực 3 là hơi khó. Chống rất lốc được rồi, nhưng lốc mà lốc được rồi. Nhưng mà đây chỉ là một cái lốc 5 giây thôi, không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng mà liệu rằng Kurokyo có thể giữ được máu hay không? Một pha sấy và không thấy đội hình của Kurokyo đâu cả. Một Kama đang trở lại lượng sát thương với cái bùa xanh như thế kia. Đi rồi anh ạ. Không được quá rồi khó. Nội hỏa không thể đủ để có thể dứt điểm đi vị trí của V-Code 3 sao. Và Cù Quang Đạo, anh ta phải nhận một trận thua trước bài đấu Hecarim và Midfortune. Ba thành viên của FBA dành cho mình vị trí top 1-2-3. Và những thành viên còn lại của FVM đã phải dừng chân ở trong trận đấu này. Thế thì lượng điểm sau trận đấu thứ hai của chúng ta sẽ rất chênh lệch đây. Phải nói là thực sự là chênh lệch khi mà ba thành viên trong top 3 đều là thành viên của FBA. Nếu vậy thì game cuối SVM muốn thắng thì phải là 1-2-3-4 anh ơi. Phải là 1-2-3-4. Khá là khó. Không biết là nghe rất có chua. Lội một dòng hay không. Vâng, một trận đấu khó khăn sắp tới dành cho các tuyển thủ của FVM Gaming. Vâng, một con V-Code 3 thì sấy thì chắc chắn là không thấy đội hình đâu rồi. Nhiếp hồn trận của con Hecarim 3 sao này có thể giúp cho
bài đấu của Devil có thể giữ được máu hay không, nhưng mà ý lực Syndra ném ra xa và URF thì khó mà Hecarim có thể carry được với cái nỏ xét như thế kia cùng với cái giáp lửa trên người của Sion. Một trận thua của Devil đúng là như vậy rồi. Cú quang đạo chắc chắn sẽ thua cái bóng của Erlai đó, và khả năng cao Erlai anh ta sẽ dành cho mình một trận đấu top 1 ở trong trận đấu thứ hai này. Cú quang đạo thì vẫn đang thể hiện một cái phong độ quá xuất sắc, một trận đấu top 1 và một trận đấu top 2 quá là tuyệt vời cho chàng trai đến từ FBA. Bên FBA đầu game ra được những bài đấu đép máu khá là tốt, cho nên ở giai đoạn mid game thì Cù Quang Đạo cùng với Upline đều là những người eo máu so với lobby, cho nên là lên được có rất nhiều máu để lên được bậc 3. 5 tiền 2 sao của Cù Quang Đạo. Vâng. Đây. Đây là những pha giao tranh cuối cùng của trận đấu thứ hai rồi. Vâng, mực sấy thì hơi khó để Cù Quang Đạo có cơ hội trước người đồng đội của mình. Gần như là tia vương hủy sự sống của một con V-Code 3 sao đồ như thế này thì quá uy tín rồi. Chỉ còn lại cho mình 5 máu thôi. Vòng đi chợ của chúng ta. Round đấu, những round đấu cuối cùng. Vâng, static. Một cái static rất chắc kèo. Mặc dù có nỏ xét rồi nhưng mà online anh ta vẫn lấy cho mình một cái static. Nunu 2 rồi, chỉ là hình thức thôi. Nunu 2 chỉ là hình thức thôi. Gặp ai đây? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Cú Quang Đạo. Gặp Cú Quang Đạo, và Cú Quang Đạo chắc chắn sẽ phải dừng lại khi mà phải đối đầu với một con tướng 4 vàng. Một con tướng 4 vàng 3 sao thì rất khó để có cơ hội. Vâng, kêu ném luôn lên hàng đầu rồi. Nhưng mà ngược góc rồi. Thế này thì hơi khó rồi. Chắc chắn sẽ là một pha sấy tốt của V-Code. Vâng, sấy và không thấy đội hình của Quang Đạo đâu cả. Và đó là một trận đấu top 1. Một trận đấu top 1 xứng đáng khi mà online anh ta đã lên được cho mình một con V-Code 3 sao. Thì không có bất cứ một cơ hội nào dành cho các đối thủ khi mà đối đầu với anh ta. Và mang lại cái lợi thế phải nói là cực kỳ lớn cho các thành viên bên phía đội hình của FBA. Ba thành viên ở trong top 3. Thì trước mắt trận đấu thứ 3 sẽ là một trận đấu thực sự là khó khăn cho các chàng trai đến từ FVM Gaming. Trận đấu thứ 3 này thì bên phía FVM phải đánh với 300% công lực. Rất khó khăn. Cù 300% công lực. Thấy rất là ổn định. Game đầu top 1 và game 2 thì top 2 chỉ thua nhảy mực, đánh rất ổn định luôn. Cù Quang Đạo là một người chơi có một phong cách chơi rất rất ổn định. Ngay trong hai trận đấu đầu tiên mà anh ta có cho mình một trận đấu top 1 và một trận đấu top 2. Mặc dù bài đấu của anh ta cũng là ổn rồi, nhưng mà chỉ cùng ngã trước bài đấu 4 tiền 3 sao mà thôi. Và có lẽ bây giờ mình và Trè cũng như các bạn khán giả sẽ nghỉ ngơi trong ít phút trước khi chúng ta bước vào đến trận đấu cuối cùng, để chúng ta cùng xem cái tên đi tiếp đến với trận bán kết của chúng ta là ai. Tham gia group TG và những người bạn, nhấn theo dõi các kênh của TG TV để nhận được những thông tin hấp dẫn về đấu trường chân lý. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.